thì của người ta thu nhỏ lại nó sát được cái. Đúng rồi, nó phải bằng cái. Rồi, bây giờ mình làm ABDIT, tức là những cái thứ gì đó nó nằm trên cái hình ha, hoặc là trong cái box nó có nhiều đối tượng, cái đối tượng đó nó chỉnh được cái vị trí top left right bottom và nó chỉnh được cái sắp xếp thứ tự là set index, nó chồng 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 lên. Với cái hình này thì các bạn thấy là cái hình cái thằng này nè nằm dưới, cái chữ nằm trên ha. Thì cái chữ này á mình sẽ so sánh theo cái gì, left và bottom. Thì cái này ta gọi là position absolute ha. Rồi bây giờ mình sẽ bổ sung cái chữ cho cái bóc hình đó. Mình coi cái bóc hình đó đâu, đây. Bây giờ bổ sung cái chữ, cái chữ đó là cái chữ gì? Cái chữ bình thường thôi à, không phải là không phải là, nếu mình muốn đó là thẻ A cũng được ha, nếu mình để thẻ B cũng được, nếu mình để span cũng được, chả sao hết. Mà thường thường á, nếu mà cái này là danh mục thì cái này là thẻ A, nếu cái này là hình ảnh gallery này nọ show chơi cho nó vui thì cái này là một cái thẻ B hay là thẻ span bình thường thôi là xong. Thẻ A là list vô là nó liệt kê ra, ví dụ tôi list vô restaurant thì nó ra tất cả các restaurant ngay cái vị trí này ha. Tại này là cái gì, the destination là cái nơi đến, cái chỗ đến nó đang quảng cáo về nhà hàng khách sạn và chỗ vui chơi giải trí gì đó không biết nữa. Rồi bây giờ mình làm nè, mình làm thẻ A ha. Thẻ A nằm đây đó, A 2.0. rồi khi các bạn chưa có link các bạn cứ để dấu thang, rồi các bạn để chữ vô flow house, flow 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 house. Sao ạ? Không mà nó vô tri thiệt ha. Rồi nè các bạn, một cái box đó, mình có một cái hình và mình có một cái chữ hết. Cái icon này từ từ mình tính ha, từ từ mình nhúng icon này vô sau. Rồi tương tự như vậy, hai cái box kia mình cũng để cái thẻ này vô, nằm trên cái hình, nằm trên cái hình. Ủa, nó đâu nằm trên hình đó. Sửa lại cái chữ thôi. Nó nằm cái bên cái hình đó. Restaurant. Annaland. Annaland. Rồi. Nó không có nằm trên hình là đúng rồi, tại vì mình đang làm xét đấy. Chưa có xét đấy, đòi gì? Mày muốn đòi cái gì? Chỗ này quan trọng cực kỳ nè. Ai không làm được cái này là tôi cho fail cuối môn kỳ thi nè. Tại nó quan trọng lắm, quan trọng giả mang luôn. Không biết cái này là không biết làm gì chứ trời. Ha. Cho nên mình học từ đó giờ mình thấy đi, mình nâng cấp từ từ. Nhiều cái nó hay ho, nó sắp xuất hiện rồi đó. Đó, mấy buổi sau hay giữa. Rồi. Cái bóc IMG này nó có A, nó có IMG. Cái bóc nào cũng vậy, ba bóc này giống nhau. Rồi. Bây giờ mình muốn định dạng cho thằng A này là một position thì mình sẽ làm như sau. Box IMG cách khoảng A. Đó. Mở cái CD lên. Đây. Position ha. Đánh dấu đó, comment đó. Rồi, chấm box IMG thẻ A. Tức là tất cả các thẻ A trong những trong cái box IMG thì nó sẽ có định vị như sau. Position là định vị ha. Position absolute. Rồi. Coi coi cái chữ này nằm đâu. Nó nằm lên trên nha, mặc định thì nằm vậy á. Bây giờ mình đẩy nó xuống dưới. Thì đã nói position thì mình vẫn xác định thuộc tính là left hoặc right hoặc top hoặc bottom. Mặc định thì top và left nó bằng 0. Bây giờ mình định vị nó lại cho nó nằm phía dưới. Thì mình định vị thử coi, mình ước lượng thử cái bottom này của mình là bao nhiêu. Đó, 30 hoặc là 20 30, ví dụ như vậy. Hoặc là cho điều luôn, left 30 bottom 30. Rồi tôi sẽ ghi là left 30 bottom 30.
Tôi đếm thời gian trên ngón tay. Rồi, các bạn thấy điều gì xảy ra? Nó bị đẻo. Ba cái nó dồn chỗ một. Tại vì nó không biết là thằng cha là thằng nào. Nó kể là thằng cha là nguyên cái thằng lớn á. Ha. Mà bây giờ mình muốn là cái thằng cha của mỗi cái chữ là cái bốc chứa nó thôi. Thì cái bốc chứa nó hiện nay là gì? Bốc IMG. Đây, thằng này nè, con của thằng này nè. Thì thằng này mình bổ sung cho tôi thêm một cái thuộc tính là position related. Rồi, mình kiếm bốc IMG của nó nằm đâu? Nằm đây nè. Nhá. Mình cho là position related là xong. Là nó biết là thằng related là cha của thằng absolute. À. Ngay. Rồi CS thẻ A chúng ta không biết làm. Đâu còn gì dễ bằng làm CS thẻ A. Màu trắng, in đậm, không có gạch dưới. Làm thử coi. Trong. Hay, hay nói lắm. Hay dữ lắm. Nhưng mà sai. Đó là ý tưởng của em rồi. Cái này có việc mọi thứ ngu ngốc của mày nhỉ. Màu trắng colorway ha, colorway chứ quên, colorway là màu trắng. Phong quay là phone, chữ đậm màu trắng, không có gạch dưới là test decoration. Decoration tức là trang trí, cái kiểu chữ trang trí là cái gì, là không có gạch dưới, là underline hoặc là non chứ quên, underline là có. Rồi xong. Mai mốt mình học nhúng phong, mình sẽ nhúng cái tròn tròn vô. Làm tới đây thôi, để mình hiểu ABDIP đang dừng lại ở chỗ đó. Ha, tức là nó phải xác định được cái thằng cha là nào, thằng con là nào. Rồi position chỉ định vị theo top hoặc left hoặc right hoặc bottom là được. Ha. Đừng có sử dụng mặt kinh ở đây, đừng sử dụng bedding ở đây. Sai tá lả đó. Thế tránh qua là cái con quay là pawn. Là anh đậm. Trên đó là tần số hiện gì nó cũng ráo. Pawn. Không biết tâm nghe hỏi. Đánh lộn đi. Mày kia gọng lắm kìa. Sao đâu học hành mà cứ hay cãi quá. Chữ mày chết anh hơn. Đúng thì nhận, sai thì cãi. Tối ngày bao nhiêu. Rồi tiếp nè. Hiểu chưa? Hiểu sơ sơ về ABDIP chưa? Rồi. Menu cấp 2 thì nó cũng là ABDIP luôn. Menu cấp 1 bữa hổm là mình chỉ có những cái menu nằm ngang thôi. Bữa nay mình rê vô một menu cha, nó show menu con xuống, thì cái đó là ABDIP tiếp á. Rồi, mình demo lên cái bài này luôn ha. Rồi mở lên. Mình vô chỗ menu, mình tạo hệ thống menu. Đã nói menu thì phải làm bằng UL LI. Bao nhiêu LI thì nhân lên. Rồi enter. Rồi, mỗi LI nó có một cái thằng A. A thì đương nhiên phải link. Link không có thì để dấu thăng. Đó, home. Ví dụ như vậy. Home. Rồi copy ra hết đi, sửa chữ lại là xong. Ngày thăm tới bên đời xuân mới. About. Đó. Số vịt. Nhân mấy này. Muốn nhiều muốn. Photo. Contact. Muốn nhiều muốn, trời ơi tự chế đi trời ơi. Rồi ok xong, coi coi nó hiển thị cái giống ôm gì rồi. Đó. Nó hiển thị như vậy là nó sai nè, nó xàm nè. Bắt đầu học CSS lại một lần nữa nè. Hả? Học một lần nữa nè. Bữa hổm làm menu hết lần rồi, bữa nay làm lần nữa. Trước mắt là phải làm menu cấp 1 nó nằm ngang được cái đã. Ha, bữa nay rất là đầy đủ bá quan văn võ nè, tôi dạy tới 6 giờ. Không, tôi nói xạo á, tôi có ca năm đấy. Rồi
dễ lắm, menu làm dễ lắm các bạn ha. UL này nó đang nằm trong class menu, LI nó con của UL. Rồi bây giờ mình muốn UL thì mình ghi là chấm menu ha, chấm menu. Rồi cái menu này á, mình muốn cho tất cả là màu trắng thì mình color màu trắng trước đi. Hình như là tôi có cái menu rồi đó mà tôi để đâu lười, lười quá. Ừ rồi, màu trắng, có màu trắng chưa? Chưa có màu trắng, tại vì này là gì? Thẻ A, từ từ mình tính đi. Vậy là cái phần màu trắng này không cần, bỏ luôn đi, bỏ màu trắng luôn, tức là CSS mà nó không có tác dụng gì trên, để làm gì ha, nó tốn một dòng, tốn hai dòng, tốn ba dòng, nặng cái file CSS, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ mình muốn gì, muốn gì nè, ví dụ như bây giờ mình color quay á, nó ra được này nè, nó ra được cái màu trắng của cái chấm á. Để tôi mở cái line lên. Tím nào? Tím cả chiều ngoan hả? Đâu có gì đâu tím tím. Mấy cái link nó trời trời. Ê nó chưa cận hả? Mà kỳ vậy? À rồi, bây giờ trở lại nè, tiếp theo nè. Bây giờ mình thấy nè, cái khối ULLI thì mặc định lúc nào nó có cũng dấu chấm ở trước nè. Bây giờ trước mắt là mình phải bỏ cái LI này đi nha. Muốn bỏ LI này đi dễ lắm. Menu UL. Đó. Với UL này á, thì cái kiểu list style style, cái kiểu của nó mình không cần sử dụng ha. Bỏ nó đi thì nó mất mấy dấu chấm bên đây. Rồi mấy cái thẻ A này hiện tại nó nằm trong LI. Đó, mình muốn cho nó nằm ngang thì cái LI này mình phải lót lép. Tức là menu ULLI lót lép. Sao không? Không có đường nào mà không mà trớn trọi. Rồi. À, mấy LI này nó đang nằm không ngay giữa. Bây giờ mình đẩy cho nó ngay giữa. LI là con của UL thì mình cho test align center ngay vô đây. Nó vẫn không vô giữa. Không vô giữa thì bỏ đi. Đó, mình tìm cách để cho nó vô giữa. Không, một lát tự động làm LI. Thẻ A là ok à ha, cho nó cách ra. Rồi cái này nè, bắt đầu mình cho nó cách ra, nó đang dính chùm lại. Cách ra thì nó có hai cách, hoặc là mình cho LI này cách ra bedding ha. Nhưng mà trước khi mình làm cách ra thì mình cho cái này nó bằng không đi, để cho nó ngang với chữ này nè. Hiện tại nó nằm dưới nè, nó nằm ngang nè, thì cái chỗ đó là cái chỗ UL mà kia hay bedding bỏ qua này. À, bedding bằng không. Đó. Vẫn không. Bedding nó chỉ là phía bên tay trái thôi. Rồi mình cho mặt kim thử. Bằng không. Các bạn làm các bạn phải test từ chút gì đó. Đó vừa đó. Ha. Bedding bằng không, mặt kim bằng không. Thì nó sát vô luôn. Nó ngang hết hai chữ kia. Tại sao? Để cho bằng hàng đó trời. Bữa nãy mình thấy nguyên cái chiều cao nó rộng ra không? Bây giờ mình cho làm cho nó bằng đi. Rồi từ từ mình tính nè. Rồi. Bây giờ tới khoảng cách giữa các chữ, nó là dính chùm. Chữ hiện tại thì nó nằm trong cái A. Cái khoảng cách đó mình có hai cách lắm, hai cách làm. Một cách làm là mình dùng LI nè. Ha, dùng LI nè. Đẩy cái khoảng trống LI ra là bedding. Bây giờ cái top với tum của mình không quan tâm, là để không. Mình muốn đẩy cái LI bên trái ra, bên phải ra để cho nó rộng ra. Tôi cho 30 pixel, ví dụ như vậy.
thì chữ nó sẽ giãn ra, hình dung không? Đó. Làm sao mà điệu được? Rồi mình tăng lên để cho điệu thôi, không nhầm gì hết ha. Rồi giờ tới thẻ A, mình muốn đổi cái chữ này màu khác thì nó phải là thẻ A. Rồi cứ bị nguyên cái đường dây này nè, đường dây mua bán nè, cách khoảng A đó. Lúc này mình cho color là white thì nó mới, cái chữ nó mới màu trắng xịn ha. Đó, ngon lạnh liền. Phong chữ này nó to quá, nó để in hoa mà nó to nhìn nó thô lắm, thì mình cho phong size cho nó nhỏ lại. Ví dụ phong size mà để cho nó đúng với tỷ lệ của kích thước màn hình với trình duyệt thì mình tính bằng RM. Ví dụ như nhỏ nhất của mình là 16 pixel, mỗi 16 pixel như thế này nó tương đương với 1 rem. Rồi coi thử, nó vẫn còn to thì cái 1 rem này mình hạ xuống 0.8, 0.75. đó, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, ảo chứ, ảo ma Canada, phổ biến biến hình. Rồi bỏ gạch dưới, ai còn nhớ bài nãy đó mình học thuộc lòng vậy đó. Tức là tôi chỉ những cái mà các bạn sẽ sử dụng thường xuyên, còn cái nào mình đã trùm rồi, cái mới mốt mình sáng tạo thêm. Không, em phát triển, em phát biểu tư tri gì thôi chứ em không nói gì trơn trội á. Rồi bây giờ mình muốn canh cho nó đều thì mình cứ giãn khoảng cách ra, hoặc là thêm menu, hoặc là cho cái thẻ U của nãy á, mình đừng cho bedin bằng 0. Đây nè, thẻ U nè, đừng cho bedin bằng 0 thì nó cách bên trái ra một xíu đó, hiểu không? Rồi nghĩa là tới bây giờ mà nó còn hỏi bedin là cái gì nữa, trời ơi là trời, cứu tôi. Người ơi. Rồi bây giờ nè, để giải đáp bạn đó hỏi bedin là gì, tôi làm một cái trạng thái khi tôi rê chuột vô NLI thì cái chỗ này của tôi sẽ cho cái màu xanh nó nổi lên, màu tím nó nổi lên đi, màu cam nổi lên đi. Rồi thì tôi làm y chang như vậy, tôi copy code dễ lắm các bạn, tối ngày các bạn chỉ copy thôi, không làm giống ôm gì chứ. Đó, copy 2.hover, tức là cái này tôi hover vô thẻ Y chứ không phải tôi hover vô thẻ A, hình dung không? Thì lúc này tôi cho là background color cho màu cam vô, cho màu xanh đi. Rồi cho màu cam. Ôi có đôi khi thèm như cú đi qua. Rồi ok, màu cam. Rồi màu cam thì chữ màu gì? Chữ màu trắng. Color. Ủa chữ màu trắng sẵn rồi quên. Tôi đã nhầm tên em. Đó. Mình sáng tạo để mình học. Trên cái màu chữ. Tôi từ từ tôi sáng tạo để tôi giải thích cho em là cái bedding là gì. Đây thấy bedding không? Thấy bedding không? Từ cái chữ tới cái viền đó là bedding đó. Còn nguyên cái ô này nè, nó là NLI đó. Hình dung không? Rồi, bedding left, bedding right. Bây giờ mình muốn có bedding top, bedding bottom thì sao? Thì là y này nè, mình top bottom để 0 nè, bây giờ mình để 10 vô. Đó. Nhưng mà mình làm gì nó sẽ bị giãn cái này ra, xấu, bỏ đi. Thôi khỏi mất công mất thời gian, gì được rồi ha, gì là ổn rồi. Rồi
bài mẫu thì nó là chữ thì cái này mình bỏ đi đó, mình cho cái chữ thôi, mình cho color chỗ này thôi. Không rồi, cái này nè, cái này hay lắm nè, cái này hay dữ dằn luôn nè, hay ơi là hay luôn nè. Theo lý thuyết mình học nha. Rồi, trời là trời, màu cam nha. Nó ừ, theo lý thuyết mình học thì nó phải hiện lên, mà bây giờ không hiện lên là sai. Nghĩa là sao các bạn? Đây nè, chú ý nè, chỗ này quan trọng nè, chỗ này quan trọng nè, chỗ này cực kỳ quan trọng nè. Rê chuột vô là y, mà mình để color màu màu cam thì test ở trong là y nó mới màu cam. Còn bây giờ sao? Trong là y của mình là gì? Là theo A chứ không phải là test. Nó thêm một cấp nữa cho nên nó sẽ không lên. Mình muốn cho theo A lên thì mình để chữ A vô đây. Để chữ A vô, chèn chữ A vô trước với ngoặc nhọn. Gì? Lao thầy để thôi. em để chữ A chứ dấu 2 chấm không được. Chữ A dấu 2 chấm là chuyện bình thường. Tức là những cái thằng con ở trong là y mà có trạng thái hover thì nó sẽ màu đó. Nó tương đồng với cái chữ A 2 chấm. Nó tương đồng với chữ A nằm đây. Đó. Tại sao tương đồng? Tới nhiều trường hợp các bạn sẽ bị rối ngay chỗ này. Ha, các bạn biết cách sử dụng cho nó đúng. Rồi, làm cái nào cũng được. Hover vô ra màu cam. Quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ đến cái lúc là phải thật sự là chú ý. Ví dụ như rê vô cái dịch vụ, nó show ra ba cái chữ này. Đó, ví dụ vậy ha. Tức là xem menu con ra đây nè. Đó. Rồi, các bước làm như sau. Bước thứ nhất, mình chọn cái chỗ nào mình sẽ rê chuột ra menu con, mình enter xuống. Tức là trước khi đóng thẻ LI, enter xuống. Lúc này mình chèn vô một khối UL ở đó. Ha, UL LI. Ha. Bao nhiêu cái mình muốn cho số 3 cái submenu. Nhân 3. À, nhân 3. Đó. Không có nhân cái này được. Rồi mình muốn cái chữ gì đây? Gì đó? Flow House Restaurant. Flow House. À, rồi cứ bên nguyên đá này ra. Tôi có nói gì đâu. Rồi, nó tự lừa hộp dừa đó quý vị. Restaurant. Restaurant. Restaurant Annaland. Tôi làm rất là từ từ các bạn nha. Tại chỗ này nó quan trọng. Mình phải hiểu từng cái cách làm. Mình hiểu trước đi. Đẹp tính sao. Rồi, bây giờ đang nằm tùm lum la nè. Đó, nó xài đó. Bây giờ mình muốn là cái thằng sub menu này nè, nó không trực thuộc vô thằng LI, nó không trực thuộc vào LU, nó nằm khơi khơi á nha, nó không thuộc LI thì nó sao không có cái trường hợp này xảy ra ha. Sứ vịt nè, ba cái nè, không được. Bây giờ mình tách nó ra bằng cách mình viết sẽ đến như thế này: MU UL LI UL, và mình cho nó là position absolute. Tức là cái khối này nè, nó là position absolute. Thì mình phải theo một cái đường dẫn là MU
menu UL, LIUL. Không, không. Mình điều khiển cái khối trước. Cái này giống như một cái deep vậy đó. Mình cho nó là position trước đi. Từ từ mình tính. Mới có hai cấp mà nhức đầu gì. Rồi, qua CSS ha. Bắt đầu nè. Chấm menu UL LIUL. Tức là mình đang ở cái menu con nha. Chỗ này là menu con nè. Đó. Chỗ này là menu con. Thì bây giờ UL này là gì? Mình nói là nó là cái position absolute để nó không ảnh hưởng tới là y cha. Ha. Nếu ảnh hưởng tới là cha thì nó sẽ bị đẩy vậy đó. Đó, tức là mình set cho cái thằng UL này nè, nó là position absolute, nghĩa là nó không ảnh hưởng tới thằng này. Đó, nó nằm khơi khơi chơi. Thì mình coi coi nó nằm khơi khơi không. Rồi, nó nằm khơi khơi là đúng rồi đó. Nhảy dưới vậy là đúng rồi đó. Tại vì mình chưa định vị gì trơn rồi á. Mình chưa làm CSS gì trơn rồi á. Rồi bây giờ mình cho nó làm một cái background đi. Rồi cho nó background. Rồi. Background color mình muốn cho màu khác đi, lát mình chỉnh sao ha. Rồi. Thử. Đó. Cái màu đó là màu gì vậy ta? Màu gì sáng trưng vậy, cho màu đen đi. Menu màu trắng, cái này là show vô màu đen. Rồi cho màu đen. Bây giờ mình sẽ cho cái UL này giống như UL cha. Bed in bằng không. Để cho nó nằm sát bên trái. Rồi. Margin. Margin thì không cần ha. Rồi, cái LI này là LI ảnh hưởng ở trên. Cho nên nó có trái có phải trước rồi. Thì bây giờ muốn LI á, nó không có nằm liền với nhau. Tại vì nó thừa kế ở trên á, bây giờ mình muốn định nghĩa nó lại cho nó bình thường trở lại. Không cần load left. Thì load bằng non ha. Load của ai bằng non? Menu L U L L I U L L I. Tức là vô cái thằng con rồi đó. Thì lúc này mình load là non. Không anh left. Là nó sổ xuống. Rồi giờ CS đấy, thằng con này nó là ngon lành rồi. CS cho thẻ A là được được rồi. Ha. Rồi bây giờ mình CS cho thẻ A. Thì mình có bên nguyên đám này nè. Rồi mình còn trên C. Hoặc là LI con nè, mình CS cho nó luôn. Bed in. Rồi top bottom mình cho nó rộng ra. Để hai hàng đó, ba hàng đó nó thưa ra. Top bottom là 20 pixel. 10 đi. Rồi left right không quan tâm, để không pixel. Thì nó dọc xuống. Mất tiêu cái rồi. Nó mất tiêu cái rồi. Nó bị che cái chữ rồi. Nó bị che cái hình rồi. Bây giờ mình đẩy cái này lên. Ha. Đẩy lên thì mình là Z index. Z index của cái thằng là UL. Rồi 9999 cho đại một số nào đó. Đó, lên trên. Sắp xếp. Cái thằng nào rồi nằm dưới là số nhỏ, thằng nào số lớn nằm trên. Ừ. Nó mình lấy index của nó bám cái hàm dưới này đúng không? Số này là số duy nhất rồi con. Tức là về số 2 cũng đúng nữa. Số 1 cũng đúng nữa, tại mấy kia nó bằng 0. Mấy kia chưa sắp xếp. À, số mấy cũng được trên. Giá bộ tôi để sầm sàng. Đi thấp thôi nữa. Có âm là nằm dưới luôn á. Nằm sát cái background luôn. Rồi, bây giờ làm gì nữa? Mình thấy hai bên này nè. Nó sát lề quá, nó xấu. Thì bây giờ cái padding này nè. Mình cho thêm đi. 10 hay 20 vậy đó. Mình hiểu không? Thì đẩy ra vậy đẹp. Rồi. Cái phần này nó nhỏ quá trời nhỏ luôn. Thì nó hover vô cái LI.
mới nãy nè, mới nãy mình thử over vô là y nè, bây giờ mình bỏ over vô là y đi, mà là cách khoảng ra a over đó, sửa này lại. Trời, cái thằng này vừa hỏi xong, ở đây vừa giải thích xong, hỏi lần rồi nữa y chang câu hỏi đó. Em xuất sắc lắm Lâm. Em rất là theo dõi tiến độ của buổi học hôm nay. Em rất là đáng được tiện dương. 10 điểm. VIP. Lát đó, mạng lát đó trời. Tức là thay vì mình đã để là n là y 2 chấm over a, thì bây giờ mình đảo lại, mình để a 2 chấm over. Đấy. Rồi ok, thì bây giờ ra giống vậy. À. Kha, quầy xuống chỉ bạn cái coi, 5 giây bắt đầu. Điểm gì vô thôi thằng này? Đồng hồ chạy kiểu gì vậy? Em ơi, nếu mà sao này xin mộng không thành thì đành đôi nhớ chia ly. Em thu nhỏ cái bé đinh kia lại đi, cái bé đinh của lại á, nhỏ lại. Em là y của con cha. Menu là lợi. Đúng rồi, menu là lợi. Cho nhỏ lại, tại cái chữ mình nhiều quá. Hay lắm Kha. Rồi, ví dụ như mình hover vô cái là y, mạng là y nó đổi màu á, đổi màu trở lên màu hơi xám sáng lên, để mình thấy focus vô cho nó đẹp. Thì chắc chắn là ngoài cái phần mà over thẻ A, thì bây giờ mình làm thêm cái over thẻ là y con. Đó. Có viên nguyên đám này 2 chấm over, để làm khi mà rê chuột chỗ đó cái bắt đầu thay đổi. Rồi mình cho bắt đầu color cho màu xám sáng lên ha. 6666. À. Đấy. Có đi. Sáng một tí nữa thôi. Không, sáng nó xấu con. Mình phải làm cho nó hợp lý một xíu. Tạm ổn. Tức là UL là khối lớn nè. Mỗi một menu nó có một LI chứa nè. Trong LI nó có thẻ A nè. Đó. Thì mình muốn truy xuất tới thằng nào thì mình cứ ghi cách khoảng ra là xong. Đơn giản như thế đó. Đừng có suy nghĩ nhiều phức tạp lắm. Càng đơn giản càng tốt. Đó, menu 2 cấp ha. Đơn giản có mấy dòng thôi. Chị chỉ vô đúng không? Rồi nè nè. Các bạn thấy chỗ này nó có một cái vấn đề xảy ra nè. Alo. Vừa khô lên giá. Nè, khi mình rê chuột vô LI nè đổi màu bắt đầu nè, nhưng mà màu chữ nó không đổi nè ha. Còn có lúc thì đổi nè, đổi thì khi mình chỉ vô đây nó mới đổi, còn khi mình chỉ vô đây mà cái chữ nó chưa đổi nè, tức là chưa tới theo A. Đấy, khắc phục điều này, bổ sung thêm CS nhỏ nữa là sau khi mình có biên nguyên đám này xuống, tức là khi mà nó over vô thẻ LI thì cái thằng A ở phía bên trong đó cho nó đổi màu cam color, nó lại khác cái kia đó ha. Rồi mình đem cái màu cam xuống để cho nó khớp. Đem cái màu cam xuống đây cho nó khớp đó, chỗ này quan trọng lắm nè, nó quan trọng cực kỳ luôn á, làm cho nó khớp. Quá trời lớp luôn mà. Mình học này xong là mình thích lắm. Đó, thấy không?
ngon lành, vậy nó mới khớp chứ. Nó thôi rê chuột vô, lúc thì đấy, nó không cam, lúc thì cam. Đấy, nhưng mà sao nó của thầy không vậy? Cái màu đen đen nó vừa được của em rồi, em nói chút là có biết điên của là y con chưa? Biết điên của y là con. Đây bé Đinh của Y là con, là Y con. Của một con á. Rồi bữa nay tới đây thôi nghỉ. Thôi thôi thôi, có gì làm một cái menu là mình phải làm như đó rồi. Miếng gì? Nói gì vậy? Thì bây giờ mình tắt cái đó đi. Thì làm dây chuột vô cái chữ destination nó mới hiện cái ba cái nhỏ. Cái gì? À chưa chưa còn cái đó nữa, quên. Tự nhiên chưa hiện luôn à? Không, hiện lên để cho nó biết đốt đúng đi. Bây giờ nó đúng rồi nè. Tập trung nè, chỗ này vui nè. Tức là làm gì làm nó phải show cái kết quả trước đi. Rồi mình hỏi cái điều khiển đó. Rồi, bây giờ mình suy nghĩ nè. Mặc định thì cái UL này nè, UL con này nè, vụ gì ạ? À? Mặc định á, UL con này nó ẩn đi nha. Rồi UL con đó à, đây cho nó ẩn đi. Display none. Display none là cho nó ẩn. Non là ẩn. Rồi nó mất rồi. Rồi. Rồi bây giờ nè, nó hover vô NLI thì cho display block lên. Rồi hover vô NLI cha. Chưa có. Rồi bắt đầu mình viết cha nè. NLI cha là ở đây nè. Từ đây tới đây là NLI cha nè. Copy. Không, không có đâu. Không có. Không có, bỏ rồi. Bữa nãy bỏ rồi, chỗ này nãy bỏ rồi. Nè, tới đây thôi. Thì mình hover nè. Hover vô đây. Thì cái thằng UL con ghi tiếp theo liền. Đó, display block. Đấy. Bình tĩnh, nó có hai khối thôi chứ nhiều. Làm thử cái thôi, làm chi nhiều cơ. Nó sao sao rồi. Rồi đổi ngược lại đi, đổi màu ngược lại đi. Màu này là màu 3333 đi, nhìn rất đẹp. Hover vô là màu 0000 đi. Cho nó đẹp. Nhìn vô không? Alo. Nghe. Ủa cái chuyện nói chuyện của mấy đứa làm mà sao hỏi thầy trời. Cái đó chuyện của các bạn làm, hỏi ban tổ chức hỏi tôi chi. Alo. Còn cứ hỏi ban tổ chức hỏi tôi chi. Tôi đâu phải là ban tổ chức đâu. À vậy hả? Đi thôi hỏi chi chữ. Ừ. Rồi.